chào quý vị, hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 7 năm 2023. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, hôm qua kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã bế mạc. Các nghị quyết quan trọng của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đã được các đại biểu biểu quyết thông qua. Theo dõi kỳ họp lần thứ 10 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 trong nhiều ngày qua, cử tri trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, đặt nhiều kỳ vọng vào các vấn đề đã được kỳ họp thông qua. Theo dõi kỳ họp suốt những ngày qua, cử tri tâm đắc trước phiên thảo luận và việc Hội đồng Nhân dân thành phố đã sớm thông qua nghị quyết thực hiện nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các nghị quyết trong lĩnh vực đầu tư công. Cử tri cho rằng mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần có trách nhiệm trong việc cố gắng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Thứ nhất là về các cái nội dung chuẩn bị rất là đầy đủ, chặt chẽ và được các cái đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đại diện cho cử tri thì người ta chuẩn bị các cái ý kiến phát biểu và chất vấn rất là rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn. Và chúng tôi cũng rất thích cái cách trả lời, đặc biệt là trả lời của Chủ tịch thành phố và Phó Chủ tịch thành phố nói về vấn đề đầu tư công, giải ngân và một số dự án trọng điểm của thành phố. Khi mà có cái cơ chế đặc thù của nghị quyết 98 thì thành phố cần phải làm gì? Sau khi theo dõi những cái tường thuật trực tiếp trên HTV9 á, thì tôi thấy là cái cuộc họp đợt này có nhiều vấn đề sôi nổi, tức là chất vấn, trả lời chất vấn, những cái nội dung nó tương đối nằm trong cái quan tâm của người dân. Ví dụ như là chất vấn về giao thông thì phải nói cái vấn đề giao thông là vấn đề nóng của thành phố. Ngoài cái chuyện mà hạ tầng cơ sở đi lại thì nó cũng có một cái mới, tức là cái đường vành đai 3. Thì nói chung là có nhiều cái vấn đề mà đổi mới, nhất là cái 98 đó, là sẽ mở ra một cái cơ chế mới cho thành phố để phát triển về kinh tế đặc thù. Đây là một cái bước ngoặt mà để phát triển của thành phố lên một cái tầm cao mới. Thì đó là một cái điều mà mọi người dân, cử tri rất là quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi nghĩ rằng là mọi người dân chúng ta đều phải có trách nhiệm với cái nghị quyết 98 của Quốc hội cho thành phố này. Là một trong những cử tri tham dự trực tiếp tại kỳ họp, ông Phan Xuân Thi đánh giá cao việc điều hành của đoàn chủ tịch, triển khai những nội dung rất cơ bản. Các đại biểu chất vấn tập trung vào những việc chưa làm được và kỳ vọng vào định hướng của Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua một số cái nội dung về cái nghị quyết 98 của Quốc hội và đồng chí nhấn mạnh là thành phố của chúng ta không được phép để mất thời cơ. Đấy, có nghĩa là phải chấp ngay cái thời cơ tiến hành thực hiện, mang lại những cái hiệu quả về mọi mặt cho thành phố của chúng ta, và tôi rất là tâm đắc. Bản thân tôi rất kỳ vọng nghị quyết được ban hành thì tất cả các cơ quan ban ngành có liên quan đến nghị quyết đó cũng sẽ chung tay góp phần thúc đẩy đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhiều hơn về vấn đề kinh tế, cũng như là giải quyết được những cái nút thắt mà hiện nay mà nhân dân cử tri rất quan tâm, chẳng hạn về những cái ùn tắc giao thông, rồi hoặc là về những cái đầu tư phát triển kinh tế. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đã được đông đảo cử tri đón nhận tích cực, kỳ vọng nghị quyết sớm đi vào cuộc sống để thành phố Hồ Chí Minh khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh, phát triển đột phá. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua 65 nghị quyết. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ đánh giá đây là những nghị quyết hết sức quan trọng, làm cơ sở để cơ quan chức năng triển khai, từ đó phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân thành phố năm 2023 và những năm tiếp theo. Cùng với hai nghị quyết đầu tiên cụ thể hóa nghị quyết 98, còn có các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, nâng cao chất lượng sống của người dân. Chẳng hạn như 7 nghị quyết về thu hồi đất tại 7 dự án phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, với tổng diện tích cần thu hồi là hơn 35 hectare. Nhiều nghị quyết liên quan tới công tác chống ngập như xây dựng bờ bao và cống ngăn triều trên rạch cầu sập ở quận 8. Những nghị quyết về giáo dục như quy định tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường tiểu học công lập để hỗ trợ học phí, nghị quyết cải tạo sửa chữa nâng cấp các trường trung học, đại học. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, kỳ họp xác định phải sớm triển khai thực hiện thể chế hóa nghị quyết 98 nhằm tạo sự đột phá, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh bền vững. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị tiếp tục chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo đào tạo nghề và việc làm, thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, ký túc xá
sinh viên. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình trọng yếu. Trong 6 tháng cuối năm, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tập trung giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết 98. Thưa quý vị, hôm qua tại nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 24. Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát về thực hiện nghị quyết liên tịch năm 2 năm ngày 27 tháng 9 năm 2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về chương trình, nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đây là hai dự án luật đã được Quốc hội quyết định trong nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét và biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Nghị quyết này sẽ tạo điều kiện để chính phủ và các cơ quan tổ chức, các địa phương tổ chức triển khai chuẩn bị, phục vụ kịp thời cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo và cho ý kiến bước đầu về kết quả giám sát bước đầu của chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Dự kiến đến phiên họp thường kỳ tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức giám sát chính thức đối với chuyên đề quan trọng này. Thưa quý vị, trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại số 86 Lê Thánh Tôn quận 1 sẽ được cải tạo với kinh phí gần 190 tỷ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc, hội họp và tiếp khách. Quyết định trên được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 thông qua tại kỳ họp thứ 10 vừa kết thúc. Kinh phí từ ngân sách thành phố thực hiện trong giai đoạn 2023-2025, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Khi dự án được triển khai, khối nhà A sẽ được bố trí lại, bổ sung trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc, khối nhà B sửa chữa, cải tạo các công trình hiện hữu, sân đường nội bộ trong khuôn viên. Sau hơn 100 năm sử dụng, hiện tòa nhà đã bị xuống cấp, hư hỏng, một số phòng làm việc được cải tạo lại có diện tích chưa đảm bảo điều kiện làm việc. Thưa quý vị, chỉ số trách nhiệm giải trình với người dân và chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là hai chỉ số thành phần của Bộ Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công PAPI. Việc cải thiện và nâng cao các chỉ số này chính là yếu tố quan trọng nâng cao mức độ hiệu quả điều hành quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp thông qua sự đánh giá trực tiếp của chính người dân. Để nâng cao những chỉ số này, công nghệ, nhận thức và hành động của mỗi địa phương ngay từ cấp cơ sở là vấn đề phải luôn được cải thiện và cập nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ với thao tác quét mã QR, bà Yến đã đặt được lịch hẹn gặp trực tiếp lãnh đạo phường nơi cư trú, trình bày bức xúc suốt 2 tuần qua về trường hợp xây nhà trái phép tại khu vực bà sinh sống. Thái độ cầu thị, thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân của địa phương là điều khiến một người dân như bà cảm thấy hài lòng. Từ trước tới giờ thì cái việc mà lên mà để tìm gặp được lãnh đạo rất là khó, tại vì chúng tôi cũng chia sẻ là các đồng chí cũng rất là bận việc. Thế thì bây giờ là có thể chủ động đăng ký được cái lịch gặp lãnh đạo để được nghe quan điểm, ý kiến của các đồng chí về vấn đề đó và giúp tôi có thể yên tâm. Thưa quý vị, như vậy là bên cạnh việc thông qua những ứng dụng công nghệ để người dân có thể trực tiếp gặp gỡ với lãnh đạo địa phương thì hiện tại Ủy ban nhân dân phường 5 cũng đã và đang triển khai việc thu phí các dịch vụ công thông qua những nền tảng công nghệ như thế này kể từ cuối năm 2022 đến nay. Và đây là một trong những giải pháp để cùng với người dân cũng như là chính quyền địa phương có thể minh bạch hóa những dịch vụ công và cũng như kiểm soát tình trạng tham nhũng trong khu vực công. Cái việc là chống tham nhũng và cái gọi là cái tham nhũng vặt á, ở tại địa phương thì hiện nay thì cũng đang triển khai thực hiện. 6 tháng đầu năm thì cũng được 40 mấy triệu chuyển vào cái ngân sách của nhà nước. Cùng với quận 10, địa phương được xếp hạng nhì về cải cách hành chính của toàn thành phố. Quan điểm xuyên suốt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải thiện thái độ trong quá trình tiếp và phục vụ người dân.
Mục tiêu cụ thể là làm sao để người dân không phải quay trở lại nhiều lần để làm thủ tục hành chính. Những hồ sơ mình trả sai tiến độ thời gian thì phải lập tức có ngay cái thư xin lỗi. Đồng thời là thường xuyên phối hợp với lại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các tổ chức chính trị xã hội của quận để đồng hành phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát. Với người thực thi công vụ, mục tiêu nâng cao hiệu quả, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công không chỉ dừng lại ở những chỉ số thành quả mà còn là động lực để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và chính quyền các cấp tự soi rọi mình và cải thiện từng ngày. Có những một cái là trăn trở với em rất là nhiều là thứ nhất phải đẩy nhanh hơn nữa tiến trình là tinh gọn thủ tục, công khai bạch hoạt động tất cả hết luôn để kết nối liên thông ứng dụng công nghệ thông tin để là tránh cho người dân là tiếp xúc nhiều với cán bộ nhà nước. Đòi hỏi người cán bộ công chức thứ nhất là phải nâng cao trình độ, cái thứ hai là về cái thái độ khi mà giao tiếp đối với người dân, phải biết đặt mình vào vị trí của người dân khi giải quyết các vấn đề của người dân. Cũng mong muốn lãnh đạo thành phố có quan tâm nghiên cứu tạo cơ chế để cán bộ cơ sở tiếp cận được những cái công nghệ mới, những mô hình giải pháp tiên tiến để áp dụng rộng rãi trên địa bàn thành phố và các quận huyện nói riêng. Những năm gần đây, kết quả từ chỉ số 3BI đã và đang đặt ra cho thành phố Hồ Chí Minh bài toán rất cụ thể về việc nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công từng cấp. Bài toán này chỉ được giải khi có sự vào cuộc quyết liệt thực chất từ nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chính quyền và không thể thiếu sự tham gia góp ý mang tính xây dựng của mỗi người dân. Tận dụng tối đa các lợi thế về địa lý để phát triển du lịch sinh thái là một trong những nội dung được thảo luận tại hội thảo báo cáo đề án khoa học định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với sản phẩm OCOP tại huyện Cần Giờ đến năm 2030 được Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào hôm qua. Cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km, Cần Giờ có tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Ngoài ra, tính đến năm 2022, Cần Giờ có 18 sản phẩm được công nhận OCOP 3 và 4 sao. Việc phát triển du lịch sinh thái gắn với sản phẩm OCOP là mục tiêu quan trọng và cấp thiết đối với địa phương này. Định hướng mà quan trọng nhất cho cái đề án này là phải nó đi song hành hai vế, là phải phát triển thu hút được các du khách đến Cần Giờ và sẽ trải nghiệm và sử dụng càng nhiều cái sản phẩm đặc trưng tại Cần Giờ. Tại hội thảo, các nhà khoa học, các đại biểu đã góp ý cho đề án thêm nhiều giải pháp nhằm tăng tính hiệu quả của việc gắn kết phát triển du lịch sinh thái với các sản phẩm địa phương. Với các sản phẩm OCOP, hiện nay chúng ta đã là đặc trưng rồi, đặc thù rồi, nhưng chúng ta cần phải nâng tầm, có tính khác biệt, chất lượng cao. Đấy là yêu cầu của sản phẩm OCOP để tích lũy vào du lịch. Chúng ta phải phân khúc thị trường, khách du lịch quốc tế, khách du lịch trong nước. Chúng ta sẽ cần phải đặc thù hóa các sản phẩm và đa dạng hóa các cái trải nghiệm. Và hơn thế nữa thì chúng ta cho du khách hiểu hơn về những cái giá trị của OCOP và họ thân thiện hóa với cái thuật ngữ OCOP. Các doanh nghiệp ở tại huyện Cần Giờ ấy cần có sự liên kết với nhau để quảng bá và cùng nhau phát triển những cái thương hiệu của Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh thông qua những cái địa điểm du lịch này, các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê và ở bến phà. Ngoài những lợi thế sẵn có, trong thời gian tới, các dự án như cầu Cần Giờ, cảng biển quốc tế hay khu du lịch lấn biển sẽ là những dự án mũi nhọn giúp huyện phát triển mạnh du lịch địa phương gắn với quảng bá các sản phẩm OCOP, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, bất chấp những phiên thảo luận về tư cách thành viên NATO của Ukraine trong tương lai, vấn đề cấp bách của các đồng minh phương Tây là hỗ trợ quốc gia này trong cuộc xung đột với Nga. Đó là tuyên bố của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg trong ngày thứ hai của hội nghị NATO tại Vilnius, Latvia. Phát biểu tại họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Stoltenberg cho biết NATO sẽ tiếp tục sát cánh cùng Kiev trong cuộc xung đột với Nga. NATO đã nhất trí một chương trình hỗ trợ thực tiễn trong nhiều năm nhằm đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên. Chúng tôi đã thành lập Hội đồng NATO-Ukraine, tái khẳng định rằng Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO, đồng thời loại bỏ yêu cầu về chương trình hành động thành viên NATO. Chương trình hỗ trợ mới của chúng tôi sẽ giúp Ukraine chuyển đổi từ thời kỳ Liên Xô sang những tiêu chuẩn và thiết bị của NATO và sẽ giúp các lực lượng của Ukraine tương tác toàn diện với NATO.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine bày tỏ sự thấu hiểu rằng hiện tại không phải là thời điểm để bàn về tư cách thành viên NATO. Ông Zelensky cho rằng điều quan trọng là Kiev không cần một chương trình hành động cho quá trình gia nhập. Các đối tác đang hỗ trợ chúng tôi về vũ khí, thứ mà chúng tôi rất cần trong thời khắc sống còn hiện nay. Ukraine hiểu rằng mình không thể trở thành thành viên NATO khi mà cuộc chiến vẫn còn. Hội đồng NATO-Ukraine đã tổ chức phiên họp đầu tiên trong ngày 12 tháng 7. Đây là cơ chế mới của NATO nhằm tăng cường hợp tác giữa Ukraine và Liên minh quân sự gồm 31 nước thành viên. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua 12 tháng 7, Trung Quốc và Nga đã đưa ra những tuyên bố riêng nhằm phản đối những lời lẽ về hai quốc gia này trong tuyên bố được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đưa ra trước đó một ngày. Trong tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo NATO đưa ra trong hội nghị tại Vilnius, Litva, Liên minh quân sự này đã gọi những chính sách của Trung Quốc là đầy tham vọng và cho rằng Bắc Kinh đặt ra những thách thức mang tính hệ thống đối với an ninh châu Âu, Đại Tây Dương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng tuyên bố trên của NATO bóp méo sự thật và bị chi phối bởi tâm lý chiến tranh lạnh. Chúng tôi không thành lập hay tham gia khối quân sự nào và chúng tôi tuyên bố thông qua những hình thức pháp lý rằng chúng tôi sẽ không giải quyết những vấn đề bằng vũ lực. Vậy thì làm thế nào Trung Quốc có thể đặt ra thách thức mang tính hệ thống đối với NATO? Sự mở rộng của NATO về phía đông vào châu Á, Thái Bình Dương sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, kích động đối đầu theo khối và thậm chí là một cuộc chiến tranh lạnh mới. Trong khi đó, Điện Kremlin phản đối tuyên bố của NATO về việc khối này xem sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là mối đe dọa. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh từ trước đến nay không nhắm đến quốc gia thứ ba hay liên minh nào, mà thay vào đó mang đến hòa bình và ổn định cho khu vực. Ông Peskov cũng cho rằng dù NATO hiếu chiến và gây ra bất ổn, nhưng Nga và Trung Quốc không thành lập một khối để chống lại NATO. Thưa quý vị, trong mùa hè, việc sử dụng điều hòa nhiệt độ mà chúng ta thường gọi là máy lạnh là một việc rất bình thường. Tuy nhiên, việc làm này lại góp phần khiến cho tình trạng nóng bức ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vấn đề này sẽ được trình bày trong chuyên mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiệt độ trên thế giới ngày càng tăng lên, máy lạnh trở thành vật dụng không thể thiếu của mỗi gia đình. Theo dự đoán của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, số lượng máy lạnh trên thế giới sẽ tăng từ 2 tỷ chiếc hiện nay lên khoảng 5,5 tỷ chiếc vào năm 2050. Vấn đề nằm ở chỗ, tuy máy lạnh giúp con người an toàn trước cái nóng, chúng lại là một nguyên nhân lớn khiến khí hậu ngày càng nóng hơn. Tác động nghiêm trọng nhất của máy lạnh tới môi trường xuất phát từ công nghệ nén hơi. Theo đó, điều hòa nhiệt độ chuyển đổi chất làm mát dự trữ bên trong từ dạng lỏng thành dạng khí, cho phép nó hấp thụ khí nóng trong phòng và xả ra bên ngoài. Đây là một quá trình tiêu tốn một lượng năng lượng lớn và tỏa ra một lượng nhiệt lớn. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, máy lạnh và quạt điện chiếm khoảng 10% tổng lượng điện tiêu thụ toàn cầu, và con số này đang tăng nhanh hơn bất cứ mục đích sử dụng nào khác. Ở những nước mà sản xuất năng lượng phụ thuộc vào việc đốt nhiên liệu hóa thạch, điều hòa nhiệt độ chính là tác nhân gián tiếp khiến biến đổi khí hậu trở nên trầm trọng hơn. Tác động trực tiếp đến khí hậu của máy lạnh đến từ các loại chất làm mát mà nó sử dụng để hấp thụ nhiệt. Trước đây, các loại chất làm mát phổ biến là các khí CFC và HCFC. Khi bị rò rỉ, các khí này phá hủy tầng ozone. Sau Nghị định thư Montreal năm 1987, CFC và HCFC dần được loại bỏ và thay thế bởi HFC. Khí này không gây hại cho tầng ozone, nhưng lại là một trong những loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất hiện nay, với tác động gấp hàng ngàn lần so với khí carbonic. Đến năm 2016, Nghị định thư Montreal đã được bổ sung để tiến tới loại trừ dần HFC, mở đường cho các chất làm mát mới có tác động với môi trường thấp hơn. Trong bối cảnh thời tiết đang trở nên ngày càng khắc nghiệt hơn, các công ty khởi nghiệp hy vọng các công nghệ mới có thể giúp ngành sản xuất máy lạnh lột xác, tương tự như cách mà Tesla đã buộc ngành xe hơi nhanh chóng dịch chuyển sang xe điện. Máy lạnh hoạt động bằng cách giảm độ ẩm và làm lạnh không khí đồng thời. Các công ty đang nghiên cứu công nghệ làm mát mới tin rằng cải tiến cách thức giảm độ ẩm không khí có thể làm tăng hiệu suất của điều hòa. Blue Frontier, công ty khởi nghiệp do quỹ đầu tư của Bill Gates hậu thuẫn, đang phát triển một công nghệ sử dụng muối để tách nước khỏi không khí, qua đó có thể tiết kiệm 90% điện năng sử dụng bởi máy lạnh truyền thống, tránh gây quá tải mạng lưới điện, nhất là vào thời gian cao điểm.
Một công ty khác là Transera đang phát triển các nguyên liệu mới có thể hấp thụ độ ẩm từ không khí một cách hiệu quả hơn, tăng hiệu suất hoạt động của máy lạnh. Tuy nhiên, trong lúc nhiều công nghệ đột phá rất có tiềm năng, các nỗ lực cách mạng hóa hoạt động của máy lạnh vẫn đứng trước những trở ngại lớn khi thị trường vẫn bị thống trị bởi một nhóm nhỏ các công ty khổng lồ, hầu hết chỉ tập trung vào công nghệ nén hơi có hại cho môi trường. Các công ty này vẫn chủ yếu tập trung đáp ứng tiêu chuẩn hoạt động tối thiểu để tối đa hóa lợi nhuận, thay vì cạnh tranh nâng cao hiệu suất. Trong khi đó, người tiêu dùng có xu hướng mua sản phẩm theo khả năng hoạt động và giá thị trường, ít quan tâm tới các tác động đối với môi trường. Theo Ellie Goldstein, người sáng lập startup công nghệ điều hòa SkyCool, các công ty lớn chỉ đưa vào những công nghệ hiệu quả hơn khi thực sự cần tới hoặc bị chính phủ yêu cầu. Tại các thành phố lớn, việc sử dụng máy lạnh rộng rãi sẽ càng khiến không khí vốn đã nóng sẽ càng nóng hơn. Nhận thức được điều này, nhiều nơi đã triển khai các biện pháp hạ nhiệt không khí để giảm bớt nhu cầu sử dụng máy lạnh. Từ lâu, Singapore khuyến khích xây dựng các khu vườn trên cao trên mái nhà và bờ tường. Theo số liệu năm 2018, Singapore có 100 hectare diện tích cây xanh trên cao. Giới chức Singapore mong muốn tăng con số này lên gấp đôi vào năm 2030. Quy định của Singapore yêu cầu các công trình mới phải có diện tích phủ xanh, bao gồm cả ở mặt đất lẫn trên cao, bằng giới diện tích xây dựng. Nhiều tòa nhà mới xây dựng thậm chí vượt xa yêu cầu này. Cây cối không chỉ mang bóng râm cho thành phố, hơi nước tỏa ra từ cây có thể giúp giảm nhiệt độ không khí trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Bên cạnh đó, lá cây đóng vai trò như máy lọc tự nhiên giúp không khí sạch hơn. Madrid rất nóng vào mùa hè, và đây là một vấn đề lớn với Mecca Madrid, chợ cá lớn thứ hai trên thế giới, với số lượng bán ra lên đến 172.000 tấn mỗi năm. Nhiệt độ trong chợ vào mùa hè có lúc lên tới hơn 40 độ C, duy trì không khí mát mẻ cho hàng ngàn người và các loại thủy hải sản ra vào liên tục là ưu tiên hàng đầu. Để thực hiện yêu cầu đó, năm 2018, khu chợ đã được cải tạo với kinh phí 3 triệu euro. Toàn bộ phần mái được làm sạch và sơn lại bằng một loại sơn chống thấm và phản chiếu ánh sáng, giúp nhiệt độ bên dưới mái thấp hơn 6-7 độ C. Dự án cải tạo còn lắp đặt thêm 68 tháp làm mát bay hơi để hỗ trợ lưu chuyển dòng khí mát bên trong chợ. Các tháp này chứa các màng cellulose thấm nước, hoạt động như những chiếc quạt để hút không khí khô nóng lên trên. Mecca Madrid cho biết hệ thống mới tiết kiệm tới 70% điện và giảm phát thải 34 tấn carbon mỗi năm. Nhiệt độ hiện tại đang được duy trì ở mức 15 độ C, ngay cả trong những ngày hè nóng bức nhất. Việc lựa chọn kiến trúc mới cũng có thể giúp các tòa nhà giảm nhiệt, trong khi vẫn tận dụng được ánh sáng tự nhiên. Tháp Al Baha ở Abu Dhabi, nơi nhiệt độ mùa hè có thể lên đến 48 độ C, là ví dụ điển hình. Tòa tháp này được bao phủ bởi 1.049 ô hình lục giác, có thể đóng vào hoặc mở ra. Hệ thống quản lý tòa nhà sẽ đóng mở các ô này dựa vào vị trí của mặt trời, ngăn tòa nhà bị nắng chiếu trực tiếp, trong khi vẫn đón ánh sáng ở phía ngược lại. Hệ thống này có thể giúp giảm phát thải khí CO2 của tòa nhà 20%. Những tòa nhà và cơ sở hạ tầng có khả năng thích ứng với các mùa và tình trạng thời tiết khác nhau như thế này, được đánh giá sẽ có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trong tương lai. Trong năm 2023 này, hiện tượng El Niño được dự báo sẽ quay trở lại và khiến khí hậu toàn cầu trở nên cực đoan hơn. Đương nhiên, việc sử dụng máy lạnh là việc không thể tránh khỏi. Nhưng về lâu dài, các loại điều hòa nhiệt độ sẽ cần phải có những cải tiến để hoạt động hiệu quả và giảm tác động với môi trường. Bên cạnh đó, cần có các giải pháp khác về quy hoạch hay vật liệu cho các công trình xây dựng để giảm bớt nhu cầu sử dụng điều hòa. Chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Trở lại với các thông tin trong nước, thưa quý vị, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn, dự kiến thời gian sẽ diễn ra từ nay đến ngày 30 tháng 9. Hoạt động kiểm tra sẽ được tiến hành tại các khu vực nóng như cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các bến xe, nhà ga, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Trong đó, tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải khách bằng ô tô, kiểm tra đồng hồ cước taxi, cũng như các hành vi sang nhượng khách dọc đường, đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo khách, bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn.
Việc kiểm tra nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, trật tự giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng taxi, chấn chỉnh tình trạng gian lận cước taxi mà hành khách phản ánh trong thời gian qua. Thưa quý vị, vừa qua tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao Thành phố đã kết hợp cùng với Đại sứ quán Pháp tổ chức lễ khánh thành chiếc hộp kể chuyện. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án FSPI chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam do Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hóa Đại sứ quán Pháp tiến hành thí điểm ở các khu vực khác nhau của Việt Nam. Là những người đầu tiên và cũng là người trẻ được trải nghiệm chiếc hộp kể chuyện tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, các em học sinh này vô cùng hứng thú. Chỉ qua một số thao tác đơn giản, các em đã có thể lắng nghe chiếc hộp kể những câu chuyện liên quan đến các cổ vật mà mình chọn. Ở đây thì mấy em có thể kiểu tự tương tác, không mà có thể ngồi nghe. Ở trong đây thì nó không có kiểu truyền đạt kiến thức thô, mà nó được kể lại những câu chuyện như là ông kể cháu hay là hai người bạn với nhau. Thì kiểu nó sẽ giúp kiểu tiếp cận được với nhiều người hơn. Khi mà mình vô, mình sẽ được một cái không gian nó kiểu nó riêng tư, nó yên tĩnh. Mình nghe thì mình có thể nhìn thấy được những cái mà hình ảnh về văn hóa của Việt Nam. Dự án thí điểm mang tên Chiếc hộp kể chuyện đang được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai thiết bị truyền đạt nội dung được thi công tại Việt Nam dựa trên thiết kế của Bảo tàng Confluence Lyon Pháp. Những chiếc hộp này sẽ được công chúng khám phá các bộ sưu tập thông qua podcast được kể với thời lượng 3 phút cho mỗi câu chuyện. Có 4 câu chuyện kể về 4 hiện vật tiêu biểu của 4 bảo tàng tại thành phố, gồm áo dài tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, tòa nhà Bảo tàng Mỹ thuật thành phố, Ấn Đồng Lương Tài Hầu Chi Ấn tại Bảo tàng thành phố và tượng châm Ganesha thuộc Bảo tàng Lịch sử thành phố. Khi mà đặt những chiếc hộp này tại Việt Nam thì chúng tôi mong muốn có một cách truyền tải thông điệp về những hiện vật tại bảo tàng theo một cách mới nhất mà không gây nhàm chán nhưng vẫn đem đến sự gần gũi cho người nghe. Chúng tôi hy vọng những vị khách đến sử dụng chiếc hộp sẽ cho những phản hồi để chúng tôi có thể tiếp tục những dự án tiếp theo tại các bảo tàng của Việt Nam. Chiếc hộp kể chuyện mà hôm nay Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh được đặt tại đây, được đặt trong ngày khai trương đầu tiên. Nó sẽ kéo công chúng đến gần và người nghe, người ta sẽ có dịp đối diện trực diện với hiện vật bằng những câu chuyện kể đầy cảm xúc, với âm thanh, với những chuyện kể rất nông Nam Bộ, rất dân dã với hiện vật của bảo tàng. Trong thời gian tới, những chiếc hộp này được đặt tại các địa điểm công cộng như sân bay, nhà ga nhằm đem đến một khoảnh khắc thư giãn, đồng thời cũng là phương tiện để bảo tàng tiếp cận với những đối tượng công chúng ít có điều kiện lui tới bảo tàng, địa điểm trưng bày văn hóa. Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy hiệu quả của phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong các tầng lớp nhân dân, quận 1 đã tổ chức liên hoan tiếng hát truyền thống quận lần thứ 4 với chủ đề Thành phố Bác trong tôi. Tiếp nối thành công từ 3 kỳ liên hoan được tổ chức vào các năm trước, liên hoan năm nay nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân tại 66 khu phố trên địa bàn quận 1 với nhiều tiết mục văn nghệ tiêu biểu đặc sắc. Thông qua các ca khúc cách mạng, điệu lý, làn điệu dân ca, liên hoan không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, mà còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, gắn bó, đoàn kết, qua đó phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng năng khiếu, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, góp phần thực hiện hiệu quả và nâng chất phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận 1. Liên hoan diễn ra trong 2 đêm, 11-12 tháng 7 và lễ tổng kết trao giải sẽ được tổ chức vào tối nay. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6 giờ 30 trên kênh HTV9. Xin kính chào, tạm biệt.